Rồi hello các bạn, hôm nay là kênh Enjoy Tab, kênh này của mình tiếp tục test một con Flame mới nha, Holy Power trong phần game Flame Zombie 2 nha. Và phần này mình tiếp tục sử dụng là 4 dòng ngang, dòng đầu mình sẽ đi dòng Day One và sử dụng là 5 con Holy Power nha các bạn. Đó, con này là một con Suppler. Đó là nó là có một cái sóng âm nha, nó bắn ra là sẽ làm cho đối phương là mất ý chí nha và quay về và cắn lại cái zombie của mình nha các bạn. Đó, con này theo mình đánh giá là rất là khủng nha, nói chung là gọi là best zombie nha các bạn, best flame nha. Đó, con Holy Power này gọi là best flame theo mình đoán là vậy nha. Nó là đánh vật ngã lại là ý chí của zombie và thành phe mình nha, sau đó quay qua cắn lại zombie khác. Đó, rất là nhanh gọn nha các bạn, mình đánh giá là con flame này là gọi là very good nha. Đó các bạn thấy không, nó cắn rất là gơi nghe, nó cắn lại với nhau, không cần chi là mình bắn đạn lần này nọ cho nó mệt, chỉ cần mình dùng cái chiêu gọi là gãy ông đập ông nghe, đó mình có thể trả cái thương lại bằng sử dụng zombie. Thế là mình đã là hoàn thành xong là vòng một nghe, rất là nhanh gọn liền các bạn. Đó, vòng một mình đã giành được mới vàng. Ok, bây giờ mình tiếp tục test sang phần thứ hai nghe, vòng thứ hai vòng day five. Đó, mình sẽ dùng cái sản, mình sẽ xúc bỏ hai cái flame tạo cho xong này nghe. Và mình tiếp tục mình thêm vô cho đủ 5 cây Holy Power này nghe. Đó, tiếp tục cái con này là mình thấy là mình mới chơi lần đầu thôi, mình test thôi nên mình mới biết con này thôi. Nó có thể nó bắn lại một cái luồng sóng âm nghe, nó rất là mạnh. Làm cho zombie quay lại và kiểu như là kẻ bạn của mình thành kẻ thù nghe các bạn, nó quay lại cắn thôi. Đó, rất là nhanh gọn lẹ, không cần tốn đạn, không cần gì, cần một phát thôi là có thể là hạ được là 2-3 zombie nha các bạn. Nó bắn ra một cái làn sóng âm, đó các bạn thấy không? Đó, nó là một con Suppler, nhưng mà thật ra nó là một cái dạng cây nha, chứ không phải dạng súng dạng gì, rất là mạnh nha các bạn. Nó từ từ giống như một cái cây nấm nha. Cây nấm đó để vài bữa mình sẽ test lại cho các bạn coi. Đó, thật ra là Flame Zombie 2 này là nó có nhiều con rất là mới lạ, rất là hấp dẫn và hay nha. Nhiều con mình test, phải test từng con, mình coi là nó mới hấp dẫn. Nó mới biết được cái ưu điểm và cái cách bắn của các Flame này nha các bạn. Đó, mỗi con có một ưu điểm và nhược điểm nha. Như con này này, nó bắn là ưu điểm nó là bắn là có thể là làm cho zombie bay ngược lại và cắn xé lại cho đối phương nha. Và nhược điểm nó bắn là rất là chậm nha. Đó, nó có thể nạp cái dàn sóng âm này bắn rất là chậm, khi mà zombie mà kéo ra nhiều thì có thể nó xử lý không kịp nha. Đó, thì mình đoán là vậy thôi. Ok, tiếp tục nha. Đó, nó bắn một phát và hiện lên màu tím, kiểu như là trúng độc nha. Rồi, vòng 5 mà chúng ta là qua vượt qua rất là nhẹ nhàng nha. Ok, bây giờ là chúng ta đã hoàn thành xong vòng thứ hai đây qua đi file nha các bạn. Tiếp tục cho chúng ta đi vòng thứ ba đây A nha. Mình lại sử dụng tiếp tục là 5 con. Đó, 5 con Holy Power nha. Đó, tiếp tục mình bắn nha các bạn. Ok, ra đây mình chấp hết. Đó, nói chung là chấp hết. Bắn là rất là nhanh gọn lẹ. Nó một phát rồi, dù là zombie mạnh có yếu mạnh gì là già trẻ lớn bé nó hút một phát là quay lưng lại cắn lại thôi các bạn. Đó là điểm mạnh của Holy Power. Nói chung là con này là very good nha, nằm thuộc dạng trong là top mạnh nha các bạn. Sau này mình sẽ phân loại ra các con là top mạnh, mình sẽ làm một video để thử từng con rồi nằm trong top mạnh nhất nha. Đó, và bắn một phát là coi như là quay ngược đầu lại. Đó, và cắn, nó thấy các bạn thấy không, nó cắn nha. Nhưng mà Holy Power này nó không có tha, khi mà cắn với nhau mà có được bắn là nó sẽ bắn luôn cái con đó để con nó quay ngược lại luôn, tấn công một con zombie mới luôn nha. Rất là nhanh gọn lẹ. Đó, dòng này mình nó là thuộc dạng là bắn rất là nhàn nha. Đó, các bạn thử dòng này các bạn sẽ nâng cấp nó lên. Đây mới có là level 1 nha các bạn, no mastery, no sun nha. Đó, nó là mình không sử dụng là no mastery. Chưa nghe, chưa kích hoạt nó lên thành mức power mạnh nhất nha. Mới có level 1 thôi, mình test thôi. Rồi sau là mình sẽ cho nó lên là level cuối cùng, max của nó. Đó, là có thể nó bắn nhanh hơn nha các bạn. Ok, tới dòng DeFi, DA này mình đã hoàn thành xong nha. Giờ tiếp tục mình sẽ đi cái dòng cuối cùng. Đó, dòng cuối cùng là dòng Day Night. Đó, sử dụng tiếp tục 5 con và lên Power nghe. Đó, con này nó không bắn bi nha các bạn. Bi vẫn đợi đó, nhưng mà nó bắn zombie không, tự zombie cắn bi luôn. Đó, các bạn xem nè. Ok, sóng âm bắt đầu tấn công. Và nó rất là khôn nghe. Nó bắn thấy một con dính rồi, nhưng mà mấy con kia nó không bắn, nó để dành đạn đó quay lại cắn nha các bạn. Đó, chuẩn bị hai con thì nó bắn hai phép. Đó, bắn cái là quay lại là có tiền, có mình mới nhận được mastery nha. Mastery mình không có chơi,
Phần này là một phần là chuỗi series của mình là test, chứ không sử dụng mastering hay mastering để về sau mình sẽ dùng cái gì mình sẽ đi bảng đi đấu qua rồi các bạn, đấu một với đấu lại với mấy người khác nha. Đó, tiếp tục bắn. Ok, rất là mạnh nha. Đó, gần chuẩn bị qua dòng đây nay rất là nhẹ nhàng. Zombie chưa kịp tấn công ra nó bị Flint Crowley Power này là bắn là quay ngược đầu lại thôi. Nhất là con Zombie có cái xô các bạn. Đó, nó mạnh nhưng mà con này là một nút nhạc là quay lại. Đó là địch càng mạnh là ta càng mạnh thôi. Nghe các bạn, Zombie càng mạnh là ta càng mạnh. Ok, các bạn thấy nó bắn chậm không? Nhưng nãy mình nói đổ xa ha, cái nhược điểm của nó nếu mà Zombie mà kéo càng nhiều là nó bắn không kịp. Nó phải bắn cái con đầu tiên. Đó, nếu mà bắn mấy con mà sao là thua. Nó bắn mấy con mà sao, con này đầu nó tới nó cắn liền. Ok, và nó quay lại và chúng ta đã hoàn thành xong. Ok, mình đã test xong phần Cowley Bower này nghe không? Được, bye các bạn. Mình hẹn gặp các bạn vào video sau nghe.